Rồi chào bà con em, nói thiệt bà con ơi, 60 nè, đẹp cực kỳ luôn nè. Nước sơn bà áo gió là còn đẹp cực kỳ luôn bà con. Ơi 60 lóc ác còn đẹp nữa nè. Ốc còn mới chát còn gọi nóc luôn nè. Ốc còn mới chát luôn nè. Ờ, ốc còn mới chát luôn. Quá đẹp bà con ơi. Lóc ác còn nè, quá trời đẹp luôn. Đẹp lắm bà con, này mới gì trong thùng chứ nha bà con. Ơi 60. Ơi 60 là 6 mã lực đó bà con. Đèn đuốc rồi nè. Quá trời đẹp luôn, cái hộp sên còn nguyên vẹn luôn nè. Quá đẹp. Ơi 60 là 6 ngựa đó bà con. Đèn đuốc còn đầy đủ đây ơi 60 công sức đây. Ơi 60 là 2500 vòng trên phút, tôi nhanh nha bà con. Máy còn khá đẹp luôn, đầy đủ đồ luôn nè. Rất đẹp đó bà con. Ơi 60. Rất đẹp bà con ơi. Vô vòng mà con coi ốc ác nó còn 7 màu lít lít xài nè con. Ốc ác nó còn đẹp kiểu này lít xài nè. Thấy không? Ốc còn đẹp cái này lít xài nè. Con cứ căn cứ ốc ác thôi, con nào ít xài ốc còn đẹp à. Với bô trắng à. Đặc biệt con nào trắng này nó còn ít xài à. Này, lắp slash, cò còn mới chát, học vậy mới chát. Alo. Nghe anh ơi. Cái gì anh? Không lấy hết nguyên bộ luôn anh ơi. Dạ không anh ơi. Đây, ốc bác còn đẹp cực kỳ mà con. Quá nhớ còn mới chát luôn nè. Con này ít xài. Ốc còn nhóc luôn nè. Đẹp cực kỳ luôn, quá đẹp. Ơi 60 nha bà con, là 6 ngựa đó. Mình dầu đồ mới chắc luôn. Chè quay xét thử, quay thử thử bà con coi. Đẹp long lanh lấp lánh bà con ơi. Ơi 60. Con nào về chảy vỏ bơm nước là ok luôn con, chảy xi tôm cũng ngon đó, chảy xích lăng xích sạc là ok luôn nè con này nè. Đẹp cái này là chảy cả đời luôn nè. Con nghĩ để con mua con nào mới mới khá khá đẹp đẹp chút là chảy ngon bà con. Con nào càng còn ít xài nhật ít xài là mình xài được nhiều hơn. À nó đẹp. Con chỗ con nào bệnh ít xài là mình xài được nhiều hơn. Con này nước sơn còn khá tốt. Khá đẹp chưa bong chóc. Con về rửa lên chút xíu là chảy ngon lắm. Rồi 60 6 ngựa. Bô bỏng còn mới chát luôn con. Bô còn chưa chóc nước sơn là còn bóng hớ ít xài nè. Bô nào còn bóng vô ít xài nè. Đây nó slash rồi còn nguyên chụp còn mới chát vô ít xài nè. Rất đẹp, chớn ở trong còn mới chát luôn nè, chưa xài nhiều nè ha. Chớn trong là chưa xài nhiều nó chống nó bay màu. Chưa xài nó chớn nó bay màu nhiều luôn. Rất đẹp bà con ơi. Ờ 60. Còn đây là nguyên bộ nó nha. Đây là nguyên bộ nó luôn, nguyên bộ dàn sới nó đây. Con nó mua nguyên bộ, có nguyên bộ đây. Nguyên bộ dàn sới luôn, nguyên bộ đó là KU62 nha bà con. Đây là nguyên bộ dàn sới của nó. Con về xé gãy xé vừa xé giường là ok luôn, gãy ca ớt gãy phai gãy bắp đồ là xới ok luôn bà con. Này xé giường là ok luôn nè, xé ruộng nó cũng nhỏ cũng được đó con. Nói con này cũng nhỏ là xé bộ này dần vừa luôn nè, còn nhẹ nữa. Rồi dẫn quay thử chạy cho bà con coi nha. Nguyên bộ nó đây con, nguyên bộ cua ta luôn nha, KU62 nguyên bộ. Ơi 60 nguyên bộ 6 mã lực rồi con, 6 ngựa đó, 6 HP đó. Bộ còn khá đẹp. Bỏ bà con xài ngon lắm bà con ơi, xài biết chừng nào. Còn mới còn ít xin nào. Tôi xới thì còn ok luôn nè. Nguyên bỏ bà con về là xài thôi. Bỏ đẹp luôn. Ốc bát còn 7 màu luôn. Đây nguyên bộ nó đây là 60 đây. Cô ta ơi 60, 6 ngựa 6 mã lực bà con. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Cô ta ơi 6